Đúng đúng mày, cái tay xích lên, cái tay xích lên. Cầm lên trên nữa. Rồi. Cái tay xích lên, cái tay xích lên. Cầm lên trên nữa. Cái mông cong ra. Ủa? Đánh gôn mà mông cong vậy sao đánh? Cái mông cong vậy đó, đại gia nó mới thích. Rồi, cong. Rồi, chuẩn bị đánh nha. Rồi, đánh. 1, 2, 3. Đánh. Đứa nào đó bay? Dạ, không phải con của bác á. Con nào đâu? Dạ, ấy sao? Ôi da, đau quá. Mẹ em đánh anh có đau không? Anh cũng đỡ rồi, không sao đâu. Anh chỉ là em một lần nữa đi. Một lần nữa thôi là em biết đánh à. Nha. Một lần nữa thôi nha. Rồi, cầm cái tay xích lên. Rồi. Mông cong vô. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Đánh nè. Bác. Ủa, sao bác đánh con? Ủa, cô bác mà con chơi vậy hả? Đâu phải con đâu. Là Ni, con gái bác mà.